Trong chào cô chú anh chị và bạn, chúng ta là mình Toàn có mặt tiếp rong của chợ Phùng Khoan thuộc đường Phùng Khoan, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Trời này gọi là trời đêm sinh viên, chủ yếu là các bạn sinh viên. Thank you.
can. Hôm trước mới lấy của anh ba áo đây. Này đi sao? Quần short nam. Đẹp thì rẻ 110k. Thế mới hay. Sót xem nào, mình sót xem 110k xem như thế nào. Thì có rất là nhiều đồ ăn vặt. Đây đây là toàn bộ đồ ăn vặt rất là ngon luôn. Đấy, phía ngoài này là sầm uất hơn. Đây là toàn bộ cái chợ Vùng Phan. Khi đi chợ Vùng Phan thì các bạn trẻ cũng nên trả giá một chút để cho làm sao mà giá cả nó hợp lý nhé. Minh Toàn có một số cái video về chợ Vùng Phan. Nếu có chú anh chị mà có quan tâm thì chúng ta sẽ xem thêm một số video ở trong kênh mà chúng ta đang xem.
và để là người đầu tiên được thông báo và cũng như là xem video mới, rất mong cô chú anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để mỗi khi có video mới thì cô chú anh chị là người đầu tiên được thông báo và xem video mới nhé. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Video này mình toàn xin phép dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong video tiếp theo.